tại khu cách ly tập trung trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn Chợ Mới, đồng chí Nguyễn Nhật Tiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao tặng quà hỗ trợ cho bà con trong khu cách ly. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Tú, Phó trưởng ban dân vận huyện ủy và Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chợ Mới. Tại đây, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã ân cần thăm hỏi và chia sẻ những khó khăn vất vả với địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đoàn cũng mong muốn thời gian tới, địa phương và nhân dân toàn huyện tiếp tục đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, góp phần cùng tỉnh sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã hỗ trợ 100 đồ bảo hộ, 500 kg gạo, 60 thùng sữa cho các bà con trong khu cách ly tập trung, quy thành tiền khoảng 30 triệu đồng. Thay mặt địa phương đã trân trọng cảm ơn Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm trao tặng quà hỗ trợ. Những món quà đầy ý nghĩa này địa phương sẽ phân bổ và trao tặng tay đến lực lượng người dân, qua đây giúp người dân được ấm lòng trong mùa dịch.